Cách đây 8 năm, đội tuyển nữ Thái Lan đã chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam trong trận playoff dự World Cup 2015. Thắng lợi ấy giúp Voi Chiến lần đầu có mặt ở kỳ World Cup bóng đá nữ trong lịch sử. Đó là giải đấu mà Thái Lan nằm chung bảng với hai đội mạnh thuộc top đầu thế giới là Na Uy, Đức cùng tân binh bờ biển Nga. Bảng đấu này khá tương đồng so với đội tuyển Việt Nam, gồm hai đội bóng thuộc top đầu và một tân binh. Ở giải đấu đó, Thái Lan đã thất bại cùng với tỷ số 0-4 trước Na Uy và Đức. Nhưng ở lượt trận thứ hai, đội bóng ở xứ sở Chùa Vàng đã khiến tất cả kinh ngạc khi đánh bại bờ biển Nga với tỷ số 3-2. Chiến thắng ấy giúp Thái Lan trở thành đội tuyển nữ đầu tiên ở Đông Nam Á giành chiến thắng ở World Cup nữ. Thậm chí, ở giải đấu năm đó, Thái Lan còn suýt nữa giành vé vượt qua vòng bảng. Họ xếp thứ 5 phần 6 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, chỉ kém Thụy Điển về hiệu số bàn thắng bại. Có điều trùng hợp rằng đội tuyển nữ Việt Nam cũng có lần đầu tiên tham dự World Cup 2023 và chạm trán với tân binh Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2. Dù cho ở World Cup 2019, đội tuyển nữ Thái Lan đã thất bại toàn diện khi thua cả 3 trận, trong đó có thất bại đậm 0-13 trước Mỹ, nhưng kỳ World Cup 2015 vẫn thực sự đáng nhớ với người Thái. Giống như Thái Lan cách đây 8 năm, đội tuyển nữ Việt Nam cũng mang khát vọng lớn trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Dù rất khó để kỳ vọng vào khả năng giành tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới việc ghi bàn thắng đầu tiên, giành điểm số đầu tiên hay thậm chí là chiến thắng đầu tiên ở World Cup.